Tại nó dính nè các bạn ơi, nó lôi chạy nè. Giật giật kìa. Ôi chạy. Ừ à. Đó. Chạy lên. À, chào các bạn. Giờ anh Ba đang tóm mấy cái lưỡi câu vô cái chai nè. Thì hôm nay mình sẽ tóm hết số chai này. Này là bao nhiêu chai ta? Khoảng 10 chai các bạn. Mình đi thả câu nha. Hôm nay mình đi thả câu ở trên ruộng. Tại mùa này ruộng nước rất là nhiều. Cá nó lên ruộng nó ở. Thì hôm nay mình sẽ thả câu bằng mồi trùng nha. Dạ, bước đầu tiên là anh Ba đang tóm số lưỡi câu này vô chai. Thì cái chai này nè, nè các bạn coi nè. À, tóm như vậy đúng không? Rồi, dưới đây là lưỡi câu nè. Là mình móc mồi vô lưỡi câu này nè. Mình thả nguyên cái chai nó ngoài ruộng luôn, mình thả khoảng 10 chai. Mình lựa đám nào mà có cá, mình thả mấy cái chai này xuống. Thì cá nó thấy mồi nó ăn thôi. Ăn nó chạy vòng đó. Lôi chai nó chạy nhưng mà nó không chìm được, tại vì cái chai á nó nổi mà con cá nó ăn dính thì nó lôi chai nó chạy thôi là mình thấy à. Này cũng đơn giản lắm, này là hình thức đi thả câu vậy đó. Thường thì người ta cắm câu, còn mình không cắm, mình thả, mình thả cho nó giữa ruộng, cho nó trôi đi trôi lại vậy đó. Cá nó dạng hơn mình cắm, mình cắm thì cá nó phải vô bờ nó ăn. Thường cắm câu á là ta cắm ban đêm, cá nó vô bờ nó ăn được, nó không có người, nó không sợ. Còn cái này á, ban ngày nó nhát lắm, mình phải thả ở giữa ruộng hay một kiến có nào kín kín mình thả vô, nó ăn là nó dính là nó lôi chai nó chạy rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười chai. Ở ruộng thì có cá gì thì cá đó nó ăn. Mình tóm hết số chai này xong rồi mình sẽ đi đào mớ trùng các bạn ơi. Hôm nay mình thả câu bằng trùng. Mùa này cá nó cũng nhảy ăn lắm, tại vì nó lên ruộng nó kiếm mồi nó ăn mà. Rồi 10 chai này anh Ba mới tóm lưỡi câu vừa hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi đào trùng, mình tìm mồi. Mình thả chai nha. Rồi đi các bạn ơi. Cứng dư ta. Có trùng á. Nhưng là hơi sâu ạ. Rồi các bạn, mới đào trùng xong. Được mớ trùng nè. Giờ vô lưỡi câu. Mình vô xong 10 cái chai này mình đem ra ruộng mình thả nha.
Bây giờ mình sẽ ship mấy cái chai này vô cái rọ các bạn ơi. Mình đem đi cho nó không vướng. Đây, mình móc lưỡi câu dưới đây nè, đó. Rồi, cái chai cuối cùng các bạn ơi. Chai là chai cuối cùng luôn. Rồi bây giờ mình với anh ba mình sẽ đi ra ruộng tìm chỗ mình thả mấy cái chai này nha các bạn. Rồi, xin mời các bạn đi theo mình. Mấy cánh đồng hoang này ở đây người dân người ta không có làm lúa các bạn ơi, người ta bỏ hoang vậy nè. Cá chạy quá trời kìa, rất là nhiều cá nha. Xuống sâu sâu xíu nữa, giờ lội xuống bụng đi luôn, cái bờ khó đi quá, lội luôn Nhi ơi. Mình vô cái đám bọc bọc này mình thả chai đi. Thả xích xích trong đây xíu để mà quẳng vô đó, ngọt chai có dính lên ngọn cỏ không? Ok rồi, xuống dưới kia nữa. Vô đây. Ai chai. Vô trong đây nè anh ba. Tôi vô, tôi cũng ở chậm. Cá chậm nhiều lắm á. Ba chai rồi. Thả cho quăng trong đây, vô đây quăng vô thả sâu vô. Nước ngập tới gần tới đầu gối luôn các bạn thấy mấy cây xanh xanh đó là mấy cây bồng bồng á. Ốc bù vàng hả? Ốc bù vàng nó lên nó đẻ nè, trời ơi đỏ cây luôn. Cái cây bồng bồng này nè, mình còn non á, mình hái gì mình xào ngon lắm. Nó già dữ rồi. Ở đây có một tổ của cá sặc nè. Cái này là cá sặc bướm nè các bạn. Có sặc mà trắng trắng, to đó, nó đó. Ổ to ghê luôn á. Hôm nay anh ba. Đây nước nóng không có đâu. Cái chảo trong trống á. Thả đầu lắc nhớ nha. Mà này cá ăn nó lôi nó chạy vòng các bạn ơi. Cái này á mình thả ở chỗ nào mà cỏ nhiều á là nó lôi dướng cỏ à. Mình đâu có sợ mắc chai đâu. Hái xong bọc về luôn. Vô giữa nè. Đó. Còn mấy chai anh ba? 4 chai hả? Đó, thả tròn trống này anh chai đi. Đây. Mình thả vô cánh giữa mấy bụi bồng bồng nè. Cá năng nó lôi nó dướng trở lại à. Đây một chai nữa.
gì? Tắp đâu? Bèn rồng á. Ruộng giờ cá lóc nhiều lắm á. Nó lên ruộng á. Đây, một chai nữa. Rồi, còn một chai cuối cùng các bạn. Đó, mình thả vậy nè. Khi mà con cá nó ăn á thì nó sẽ lôi chai chạy. Lôi chai chạy 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 vậy nè. Đó, nó vướng vô, nó sẽ vướng vô mấy cái bụi cỏ này nè. Vướng vô mấy bụi bồng nè, nó vướng ở loại chỗ đó. Này á. Rồi, chai cuối cùng. Rồi. Bây giờ này là 11 giờ trưa rồi. Chắc cái này mình thả cái này khoảng cỡ 4 5 giờ chiều mình mới đi thăm nha các bạn. Rồi thôi giờ mình với anh ba mình về. Khoảng cỡ 40 mấy 5 giờ mình sẽ đi thăm. Thôi giờ về các bạn ơi. Rồi các bạn ơi. Giờ này là gần 4 giờ là trời còn nắng quá. Rồi mình với anh ba mình sẽ đi thăm mấy cái chai mà lúc trưa mình với anh ba mình thả nha. Đấy, giờ cũng được mấy tiếng đồng hồ rồi đó. Ở dưới phải không? Ê, nó dính kìa anh ba. Ê, nó dính nè các bạn ơi, nó lôi chạy nè. Giật giật kìa. Ôi chạy. Ừ à. Đó, 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 đó. Ê, cá phi. Bỏ vô. Đây, tắt mép á. Lên. Rồi, con đầu tiên các bạn. Thả lên đây. Giờ luôn đi. Bỏ luôn đi. Đi tiếp. Đây con trai nè. Rồi không dính rồi. Hết lồi. Hết lồi luôn, thôi cuốn về em đi. Đâu đây con trai nó mất tiêu rồi. Đây nè. Rồi dính nó rồi các bạn. Nhúng kìa. Giật kìa. Rồi cá phi nữa. Cái đám này cá phi nhiều. Phi bự không à. Mình thả này trùng thì cá phi nó phái lắm chứ cá phi nó ăn không quá. Còn cá phi không? Đó, nó nè. Vô, hai con. Hai con. Chi tiết các bạn ơi, mùa này trên ruộng cá phi đó nó rất là nhiều. Chưa đâu đây nè, thả đây hay gì? Đây dính nữa. Nó giật nè. Đó nó giật các bạn thấy không? Đó nó giật đó. Đó. Đó nó đó được cái gạch đó. Ôi cá phi bự. Phi không luôn, phi tấu mẹ luôn. À các bạn coi nó coi nó. Động để động nó động nó chạy nè, nó lôi chai chạy nè. Đó, thấy không? Đó, lôi chai chạy đó.
Chè te 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 luôn rồi. Lâu tới Mỹ cũng không mất. Rồi dướng rồi. Rồi bắt vô em ơi. Dướng này khó xảy lắm. Khó xảy lắm, có vũ à. Khó xảy được đó. Cái chai nó còn nhiệt còn nhiệt. Cái chai nó giảm sốc đàn hồi á. Nãy giờ mấy chai anh ba? 4 chai rồi. 4 chai hả? Nãy mình thả 6 chai, bây giờ là còn là... Ủa, nãy mình thả 10 chai. 10 chai. Bây giờ còn là 6 chai. Ê, cho nó miếng nước anh ba đi chết. Quên nữa. Đó, bỏ nước nhiều để nó sống. Ừ. Rồi, chai này không dính rồi. Đem về luôn. Hết mồi. Sảy rồi. Tiếp. Đâu đi ở đây nè. Tiếp tiêu ta. Kỳ vậy, đây có con trai mà. Nhưng nó lôi mất rồi đó. Thấy chưa, thấy chưa? Không thấy. Nè, đây nè, đây nè. Sao nằm im re rồi trời. Không dính rồi. Nhẹ hiu vậy. Đó, dính rồi. Dính. Tại vì chui vô cỏ. Chui vô cỏ. Chui vô cỏ, nó dưới ngầm trong. Đây, con nữa. Quá dễ các bạn ơi. Tại dùng mình cá nhiều. Vậy là còn 3 chai hả? Hai, bốn, sáu chai. Còn 4 chai nữa. 4 chai nữa lận. Mùa này hả là cá phi nó lên ruộng rất là nhiều. Mình thả mồi mồi trùng như vậy nè thì đa số cá phi nó ăn các bạn ơi. Cá phi nó ăn trước nên mấy con cá đồng nó chưa kịp ăn. Tại cá phi nó nhiều quá. Số lượng nó khá nhiều nên nó giành mồi trước đó. Đây nè. Như đây có nè, nãy có thả nè. Bây giờ mất rồi. Dính nữa rồi đó. Dính nó lôi chạy đó các bạn. Bảo đảm luôn á. Kìa đằng kia kìa. Đó. Nãy mình thả ở đằng đây mà giờ nó lôi chạy tới đằng dưới bên đây luôn rồi. Thấy hay gì em re trời. Dính đây nè, rồi nó chạy nè. Dính. Ờ dính. Đây vô luôn. Con nữa. Là còn mấy chai nữa ta? Còn 3 chai nữa, 3 chai nữa. 7 chai rồi, nãy thả 10 chai. Ở đâu khu vực nào nữa? Dính không, dính không. Rồi, không dính luôn. Rồi, đem về luôn. Kìa đằng kia nó kìa anh ba. Đi dẫn luôn. Dính re chứ không dính đâu. Re rồi, chứ sảy gì. Ê, dính nè. Khò luôn rồi. Con nhìn nè. Khò luôn, nó giải đứa con sần mình nó ráo rồi nè. Rồi vô luôn. Rồi còn một chai cuối cùng. Khu vực đây sẽ có một chai nữa.
tiền kè nó kè dính rồi, lôi rồi nó nhấc rồi đó, lôi rồi phi nữa chứ gì, phải không? Rồi có phi nữa các bạn ơi. Rồi cái chai này cái chai cuối cùng luôn, được một con nữa, con này nhỏ chứ không lớn. À, hình thức này thì giăng câu này thì cũng rất là hay và rất là nhạy nha các bạn. Các bạn nơi nào mà ruộng có cá nhiều các bạn thử làm như vậy đi, bảo đảm là sẽ dính rất là nhiều. Rồi thì đến đây thì mình với anh ba mình cũng xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Xin chào các bạn nha.